Vâng, em chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em mời các bác cùng xem những cặp loa hoa hậu mới về. Thì đây là cặp 4312A Catchoy Monitor và là một dòng cặp loa kiểm âm cao cấp. Và em về được này là thùng vàng kiểu thùng thông như kiểu cặp boss các bác, rất đẹp nha. Màu vàng thùng thông thì rất là hiếm nha các bác. Và cũng khó có cặp nào đẹp qua cặp này. Ở hiện tại bây giờ bác nào muốn sưu tầm thì alo cho em. Thì giá bên em là luôn luôn tốt cho các bác, giá bao ship là 21 triệu nha. Cặp này nhìn đã đó các bác, mèo vàng thùng thông thì đối với những cặp loa JBL thì nó rất là đẹp. Các bác sẽ thường thấy những cặp loa thường là mèo cam hoặc là mèo nâu cam. Hiếm mà được về những cặp mà mèo vàng thùng thông như thế này. Mèo nó sáng và rất là sang nha. Các bác nhìn này. Đấy. Nó rất là nổi lên nha, rất là nổi. Keng zin theo loa. Đẹp keng luôn, nét luôn nha. Đây là hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải trep nha. Chúng ta để dải mic thì 12 giờ, trep 3 giờ đi. Đấy, 4312A Catchoy Monitor. Giá 21 triệu bao ship nha các bác. Đây, bác nào chốt thì alo liền cho em nha. Em sẽ que thùng quách trước, nói chung đẹp lắm nha các bác. Đồ đẹp là trên 90-95% hết. Cặp này khó tìm cặp thứ hai mà đẹp qua cặp này nha. Đây, thùng thông rất đẹp nha các bác. Thùng vàng của thùng vàng thông đấy, cực kỳ sang luôn. Cục này, các bác trưng bày mà vừa nghi vừa trưng bày hết ý luôn nha. Dòng 4312A là sử dụng bát 30 găng 7 tấm dầu 1 mic 1 chép titan. Đó là dòng 412A đã sử dụng trạm loa bắp chuối rồi nha các bác. Bắp chuối hoặc là mỏ chim các bác đều xài tốt. Nếu các bác mà xài dây loa cao cấp thì mình mua luôn bắp chuối mình xài nha. Đấy, phê chưa? Cực kỳ sang luôn. Về tiếng thì những dòng 4312 rất là nổi tiếng ở phân khúc rồi. Ở tầm tiền này thì các bác cứ loa Mỹ, loa châu Âu mà chơi, nghe cho nó sướng, chất âm nó chuẩn chỉ. Và là dòng kim âm monitor nữa, ba giải nó chuẩn hơn. Đây là sử dụng trạm bắp chuối đó nha bác. Coi cắm vào này hoặc là mình vặn ra cắm mở chim. Tất cả vuông thành sắc cạnh hết nha. 21 triệu bao ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 300.000, còn 20 triệu 700 bao ship nha các bác. Nếu chuyển khoản đủ là 20 triệu 7, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là giá 21 triệu bao ship nha. Đấy, bây giờ em sẽ mở e-keng ra để các bác cùng ngắm vi điệp của cặp loa 4312A thùng và vàng của vòng vàng thông như thế này. Rất đẹp, đẹp ngất ngây nha. Chất titan giá tặng rất là lớn nha, rất cao, nó cao hơn chất giấy một tí, nhưng là các bác nghe giải cao nó rất là thoát tiếng. Và tùy gu người nghe, có bác thì thích nghe tiếng mic giấy, chấp giấy thì các bác lựa chọn 4312 trơn. 412 trơn là chấp giấy nha. Còn cấu hình mic và bass thì y chang nhau hết, nó chỉ khác cái chép. Còn A thì nó nâng cấp lên chất titan. Titan là cái chép, cái màng nó bằng kim loại và nó có cái khứa này, cái cạnh cạnh này các bác, như cái khế đó. Và chất titan. Đấy. Rồi hai tiếng loa này, đẹp ngắt ngay nha. Đấy. Đẹp ngắt ngay qua tay luôn. Gông huyết đồ đẹp tuyệt vời, tất cả bao zin tuyệt đối và loa đẹp trên 90-95% nha. Em nói cặp này thùng vàng này rất là hiếm. Bác nào mà nghi thích sưu tầm mà trưng bày thì lấy cặp này về chơi. Nhìn nó đã hơn những cặp mèo thùng cam nâu nha các bác. Tiếng loa đẹp tuyệt vời nha. Những cặp này là hàng Mỹ nòi nha các bác, USA nha. California USA nha, 4312 Catchoy Monitor. Đây loa mic và đây loa chép, giá cao. Các bác có thể chỉnh trên bên này để tăng cường mic chép nha. Bật 30. Auto watt trở kháng là 8 ohm, các bác ghép với những dòng âm ly Luckman Sansui Pioneer, chỉ cần âm ly khoảng 100W trở lên là các bác khai thác tốt, nghe nhạc. Đặc trưng dòng loa JBL 4312A này thì cho các bác chất âm chuẩn và dày, bass mic chép hài hòa. Tại vì nó là dòng loa kim âm, nó phải thể hiện chất tốt. Ở ba giải, nghe nhạc vàng, nhạc bolero và kể cả những dòng tiết tấu mạnh như là nhạc đen đều trải nghiệm tốt. Về loa thì độ đẹp ngất ngây nha các bác. Hay phía trên này, giá bao gồm phí ship là 21 triệu. Cặp thì cặp khoảng 2 triệu em ship hàng, còn chuyển khoản đủ thì bớt 300.000. Về độ đẹp của loa thì các bác không cần mà lên tăng luôn. Từ e-keng nó nét
như Sony, các bạn thấy từ bụi bên nước ngoài nó còn trên phía này luôn này, là cái gần kê căng zin rồi, đẹp nét căng luôn nha. Này các bạn thấy không? Nét căng luôn. Sớ cài gỗ này rồi. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Bác đã sưu tầm cặp 4312A Custom Monitor này thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em chính mình định chào tất cả các bác mọi miền Trung Quốc nha. Nên em về một siêu phẩm của loa JBL L100 Horizon, là một dòng loa rất là hay cũng như là có thiết kế e-can độc nhất của hãng luôn. Đó là L100 Horizon có lưới e-can tổ âm. Đó là sản phẩm nhận diện model cực kỳ tuyệt vời, không cần nhìn model là các bác nhìn cái e-can là biết cái model gì rồi. L166 là sở hữu là cấu hình Anico, sử dụng bass chung với L65A nên chất tiếng của nó tuyệt vời. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero không cần phải cầu kỳ trong sự phối ghép với những âm ly công suất lớn làm gì đâu, chỉ cần một âm ly hay. Tại vì cơ bản là con dòng loa này là nó quá hay với chất âm nó ra cực kỳ mượt mà. L166 Horizon nó ở cùng phân khúc với L100 Cantori, nhưng mà được các bác nó hiếm hơn L100 Cantori và được nhiều các bác chơi lâu năm săn lùng model L166 Horizon. Và em về được một cặp nó rất là đẹp nha các bác. Con này các bác ghép với những dòng âm ly Luckman Aquafy hoặc là những dòng âm ly cổ của Sansui Pioneer. Chỉ cần công suất khoảng 100 đến 150W trở lên thì các bác đã khai thác tốt cặp loa này. Càng rất đẹp nha các bác, nguyên mộc mạc nha. Nó có một cái logo phía dưới, đấy, JBL. Đẹp keng luôn nha. Giá cặp này là 34.500.000 đã bao gồm phí ship rồi nha các bác, 34.500.000 đã bao gồm phí ship. Đây các bác cùng xem, loa đúng cặp series liền kề nha các bác, series liền kề. Rất đẹp, các bác băng gỗ này, thùng gỗ làng này các bác. Khuôn thành sắc cạnh đấy nha. Rất đẹp, đây là phía trên nắp của loa. Giá bao gồm phí ship là 34.500.000. Đây là cạnh phía bên tay phải này các bác. Loa em tuyển về nha các bác. Hiện tại shop chỉ còn một cặp duy nhất là L166 này cặp bến thôi, những cặp trước em giao hết cho các bác rồi. Đây là tổng quan phía cạnh phải này các bác. Nếu gọi hoa hậu thì những cặp này có thể xuất hiện lên hoa hậu nha các bác. Hoa hậu Mỹ, không phải hoa hậu Việt Nam đâu. Ở Việt Nam nè lùng sùng đủ kiểu. Đây các bác thấy rất đẹp từ cạnh cấu này. Đây là những cái mét gỗ này các bác, đấy, mét gỗ này. Tổng quan phía bên tay cạnh trái này các bác. Cặp này series liền kề nha các bác. Phía sau là sử dụng trạm mỏ chim. Khung thành sắc cạnh về độ đẹp và trạm loa mới keng nha, chung là quá là mới nha các bác. Đây em sẽ mở e-can ra để các bác cùng xem tiếng loa và độ đẹp của tiếng loa luôn nha. Tất cả loa bảo hành nguyên zin và loa chắc Mỹ về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam thì các bác có thể thấy được cái độ nét của sản phẩm nãy giờ em đã qua rồi. Độ chi tiết từ e-can mộc mạc này quá. Đấy. Nó sử dụng là trep dom nên là cái dải trep nó rất là mạnh khỏe và được tinh chỉnh rất là mịn màng để phù hợp với những dòng cấu hình Anico. Tem cờ đầy đủ cho các bác nha. Nó là bát 30 cổ từ Anico. Gân mút nha các bác, rất đẹp nha. Nó sử dụng trong cấu hình của L65A. Nên những cặp L166 đi vô được săn lùng rất là nhiều. Series là 2308 và 2309 là trợ kháng 8 ohm nha các bác. Kali UA. Hai vi tinh chỉnh cho dải mic và dải trep. Tiếng loa bass này tuyệt đẹp nha các bác, loa mic cũng tuyệt đẹp luôn, ốc ắc căng tròn. Tem cờ hay là chép dom, tiếng loa là ngắt ngay nha. Đây chép dom nha các bác, chép dom. Đây là tổng quan. Đây, các bác nào yêu thích cặp L100 Horizon thì alo xem, sở hữu chỉ có một cặp duy nhất nha. Giá 34.500.000 đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt cái 1% của giá trị sản phẩm.
thì khi chuyển khoản đủ thì các bác đỡ, em đỡ tốn tiền phí thu hộ nên em bớt tiền cho các bác, còn chuyển cọc tiền thì cọc khoảng 10% 2-3 triệu gì đó là em ship hàng tận nơi. Các bác lưu ý khi cọc tiền thì nó sẽ phát sinh phí thu hộ tiền là 1%, bên em chỉ bao ship thôi nha, tiền ship thì bên em lo, còn tiền phí thu hộ tiền thì là 10 triệu trên là 100 ngàn các bác, còn là 1%. Nên là khi các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt tiền, bớt cái tiền phí ở đây là các bác đỡ được vài trăm nghìn đấy. Một cặp duy nhất là một số đi vô nha, hoa hậu Mỹ nha các bác.